Vâng, sau đây Bà là nghĩ là chị hay dòng ca của đến từ bà đổi cái dòng ra khá thì bà cũng hơn hết chứ. bà nhỉ, đến từ Quảng Bình, Bà chị nhá. Ừ, cho chị một tí. Mỹ Hằng và Kim Kim Thủy. Kim Kim Thủy đến đâu? Con Thủy hả, thuộc ba chữ bao giờ nhỉ? Hồng Thủy hay Lê Thủy, Tìm Lê bài khả Thủy, đi, tìm bài khả đi. Lưu Thủy. Bài Facebook là Thu Thủy Candy. Hiện tại chị ấy đang sinh sống tại thành phố Hồ Chí Minh. Dòng ca được sinh ra trong một gia đình truyền thống âm nhạc. Năm 5 tuổi là chị đi thi Đô Rê Mi. Đến năm 12 tuổi thì đi Em thi nghe đúng không? Mà em nghe không bạn Đến năm 12 tuổi là chị ấy là đi thi The Voice Kids, nhưng loại vòng gì xe Tôi sinh ra trong gia à, đình con được bình thường. Nên chị Em là có có mờ mờ em nghe không bạn đấy. Chị Hằng luôn là ba đi. Em nghe không ba, em mờ ba, em nghe không ba. Hà Nội tiếng ca này. Nhưng với sự nỗ lực của mình thì Chị đã chị vượt ấy đã qua được rồi. lọt vào vòng Gửi xe. bán kết, và giờ đây là chuẩn bị đến vòng chung kết. À, chuyện tình nhau thôi thì Hà và Chi thôi. Đừng đừng đừng, mở đi. Và chị Mở ấy đi hồng là luôn. người yêu của Sơn Tùng MTP. Còn đây là chị Hằng. Chị Hằng ở trên cung trăng bởi Là vì chị là một trước đây trước đây 22 năm chị là một con tin đồn của Tết. Cái gì mà 22 năm rồi? 22 năm về trước chị là một người chạy đua nhanh nhất thế giới, đã thắng hơn 300 triệu người để Ủa rồi năm mà kịch tinh thắng được thần mấy đấy? Chưa nhận hả? Về vô YouTube đấy. Đừng có ngoài cái đám được. Vâng và đây là không đây là bầu show của đây là nhà quản lý manager của chị ấy. Nhà quản lý bóng cá đó, Kim chứ đó bóng cá chị đó. thân nhàn Xin nha. về ánh mắt điềm tĩnh. Chị ấy đang xem lịch trình của hai ca sĩ Liên hệ cho em bay. bay Con thăng qua thím là tốt vâng số à, và tin đây mừng 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 và bạn đây nha. là và đây là đầu số của chương trình Dòng hạt Dòng hạt Việt, ông chủ của thế cá à, tiên còn sa. thế này một bạn Vâng, tôi khỏi bài khỏi cần nói bài nhiều là giờ đến chương trình kết chị nhạc. lên chị học được à, chị lên trước à, chạy được gì à, còn gì lên được gì. Rồi thì Thủy dừng lại một giây. Các bạn hãy sẽ đón xem phần mình hồi hộp nhất, phần đối đầu. Hello. Vào trong gió em đã bơi vương, em cứ nhớ thương vì đâu trái tim của em đã bao lần thao thương. Còn đêm em lắng nghe còn nói nó quấy đứa mà hát đi từ từ trong đâu cho em muốn điều gì đạo diễn chưa tin mà. Mình bài hát lên mua xong chị hát tiệc bố em ừ. Bài hát lên chị hát đúng không? Bài hát đi. Chị là hát câu đầu tiên đấy. Chị là không đánh nhanh của em không? Chị hát em đâu? Xin cảnh báo với hai thí sinh là không được tên dân quyền hát sao? Ngày đêm làm thơ tình yêu vì bao trong gió em đã mất vương. Đây nghe hát em đúng lắm. Nhanh 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 nhanh. Cái gì? Vâng, ca sĩ Kim Hằng quên lời. Chắc chị ấy ở trên cung trăng quá lâu. Vâng, với giọng ca đầy nỗ lực. Hãy
Vương sẽ để xem phản ứng của quản lý như thế nào. Và để sẽ chỉ cho ý kiến đấy ạ. À, và đây là chưa đủ tin đồ phải không? À, chỉ cho thêm cách khắc phục cái gì? Nói đi. Chị đang xem phim gì mà chăm chú quá? Bay phải không? Mong nói là điện cho đeo con đây. Vâng, chị Hằng đã chuẩn bị lên lại công tác. Sau khi kết thúc The Voice thì chị ấy sẽ làm một chuyến máy bay từ Sài Gòn lên. Mà bay rồi sao? Mà bay đi chị Hằng.